bạn cùng đến với Kinh Ý Lược Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng chương 6 từ câu 1 tới câu 6 của ngày thứ tư tuần thứ 11 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Cha của anh em đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Các bạn thân mến, trong những đoạn tin mừng cách đây vài ngày, Chúa Giêsu đã mời gọi những ai muốn theo Chúa phải biết sống và trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Cụ thể nhất là phải biết sống cư xử với tha nhân bằng yêu thương trong công bình nhân ái. Còn tin mừng hôm nay thì Chúa Giêsu nhắc đến cho chúng ta những nguyên tắc sống đạo mà người Do Thái thường thực hành. Đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Khi đề cập đến con đường sống tu đức này, Chúa Giêsu không có ý phê bình chỉ trích những việc làm này của họ, trái lại Ngài còn khuyến khích họ làm nhiều hơn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ nhắc họ là cần phải để ý đến tâm tình bên trong, nghĩa là động lực cốt lõi hay ý hướng ngay lành thúc đẩy họ làm những việc này. Bởi lẽ giá trị của một việc làm sẽ được quyết định bởi ý hướng bên trong, chứ không phải chỉ dừng lại ở yếu tố bề ngoài là việc đó có tốt hay không. Quả thế, chính ý hướng sẽ quyết định việc làm tốt của họ có giá trị hay không trước mặt Thiên Chúa. Như chúng ta được biết là người Pha-ri-siêu luôn có khuynh hướng sống hình thức, và vì vụ lợi nên họ luôn muốn thực hiện việc làm đạo đức trước mặt công chúng để người khác biết đến và khen họ là những người đạo đức. Còn Chúa Giêsu cảnh cáo những người làm việc đạo đức như vậy với mục đích là chỉ để khoe khoang và lấy tiếng khen của người đời, nhưng rất tiếc lại vô ích trước mặt Thiên Chúa. Mọi hành vi đạo đức nhằm phần thưởng nhân loại trần thế thì mất đi phần thưởng thần linh và vĩnh cửu. Giêsu dạy chúng ta hãy làm việc bác ái cũng như các công việc đạo đức một cách khiêm nhường và kính đáo với mục đích là để làm vui lòng Thiên Chúa Cha trên trời. Đứng thấu suốt mọi sự sẽ ban thưởng cho các con. Cha các con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho các con. Tin mừng Thánh Matthew hôm nay. Ngoài ra, việc đạo đức trong khiêm tốn và cách kính đáo cần phải được xây dựng trên sự công chính theo ý hướng của tin mừng, tức là cần phải có một chiều sâu nội tâm biết quên mình. Như thế mới giúp chúng ta đạt đến cùng đích là làm vinh danh Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về cuộc đời Thánh Louis Gonzaga mà Phụng vụ Giáo hội nhớ đến hôm nay như sau. Thánh Louis Gonzaga, con của vua Ferdinand de Gonzaga, sinh năm 1568 tại Castiglione, nước Ý. Vừa mới lọt lòng mẹ, người ta đã vội rửa tội cho ngài vì thấy khó sống. Với một nền giáo dục hoàn bị và nhất là dưới ảnh hưởng đạo đức của người mẹ hiền, ngài đã sớm nhận ra tiếng Chúa gọi. Năm 17 tuổi, ngài cương quyết từ bỏ mọi của cải trần thế, nhường quyền thừa kế cho em để gia nhập dòng tên vào năm 1585. Dùng những phương pháp của Thánh Ignatius như là một lợi khí hầu chu toàn bổn phận tông đồ, ngài đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn đau khổ để tiến tới một cuộc sống chìm đắm trong cầu nguyện thanh sạch, không một chút vẩn đục.
Với tuổi trẻ Ngài thích chỉ huy hơn là vâng lời. Tính nóng giận, thiếu kiên nhẫn và sự bất mãn đã ám ảnh tâm trí, nhưng Ngài quyết hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa. 5 năm trường chống lại ý riêng bằng cách tuân theo những chỉ dẫn của bề trên. Số thời gian ở nhà tập cũng như khi theo học, Ngài đã nêu gương bác ái anh hùng. Ngài yêu mến Chúa hết lòng và đã thể hiện tình yêu đó qua việc hiến thân phục vụ bệnh nhân trong một nhà thương, bất chấp những bệnh truyền nhiễm. Ngài đã thắng vượt con người cũ cách vinh quang đến nỗi không ai tưởng tượng nổi, và người ta đã gọi Ngài là con người không xác hay thiên thần nhập thế. Cuối cùng, Chúa đã gọi Ngài về ngày 21 tháng 6 năm 1591, vừa hưởng thọ 24 xuân sần. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 sau khi phong thánh cho Ngài đã đặt Ngài làm quan thầy các người giữ đức trinh khiết năm 1726. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống tinh thần nhỏ bé, nhân hậu yêu thương, để tất cả mọi hành động sống của con được đạt đến mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa. Ngợi khen Chúa Kitô, và mong gặp lại các bạn trên những video clip sắp tới của tôi. Chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy yêu thương an bình.